là chú chó ngoan nhất trên mạng. Dù có người muốn đổi mới con lợn, bà cũng không đổi lấy. Chú chó tên là Huy Bảo, năm nay 3 tuổi rưỡi. Tình yêu của chú dành cho bà, phải nói là không con chó nào có thể sánh được. Bà thích ngồi ngoài sân phơi nắng. Huy Bảo thấy dưới đất có gạch, liền nhanh chóng cắn đi. Chú rất sợ bà vô tình bị vấp ngã. Vì bà đã lớn tuổi và đi lại khó khăn, mỗi lần về nhà, Huy Bảo luôn tự giác đặt ghế lên xe ba bánh cho bà. Sự quan tâm của Huy Bảo khiến nhiều cư dân mạng nói rằng chú chó đã chăm bà 65 tuổi như báu vật. Trước khi lên xe, Huy Bảo luôn ở bên cạnh bảo vệ cho đến khi bà an toàn lên xe. Chú luôn theo sát phía sau bà không rời nửa bước. Đôi khi chú còn lo lắng bà đạp xe quá nhanh nên chú chắn phía trước để nhắc nhở. Khi trên đường có xe tới, chú ép sát bà vào lề đường. Nếu gặp dốc hay đoạn đường xấu, Huy Bảo luôn chạy ra sau để giúp đẩy xe. Chú biết bà đã lớn tuổi và cần được chăm sóc. Khi thấy bà đứng dậy khó khăn, chú lập tức chạy đến làm cây gậy cho bà vịn. Bà già thường dễ ngủ gật khi ngồi xuống. Huy Bảo nhìn thấy tất cả những điều đó, vì vậy chú nhanh chóng cắn lấy chiếc chăn để đắp cho bà. Khó tin là một chú chó lại chu đáo đến thế. Khi tay bà bị bẩn, chú ngay lập tức chạy đi lấy khăn giấy. Thấy trời bắt đầu mưa nhỏ, chú liền mang dù chạy về phía bà. Huy Bảo biết rằng bà sẽ không về nhà cho đến khi trò chuyện xong. Không chỉ vậy, Huy Bảo còn rất nhạy bén. Mỗi khi nhà có khách, chú sẽ tự nhốt mình trong phòng để khách không cảm thấy sợ hãi. Khi khác, Huy Bảo không bao giờ làm phiền bà. Chú tự uống và còn biết khóa vòi nước sau khi uống xong. Chỉ cần bà mím môi một chút, Huy Bảo liền nhận ra bà có thể đang khát nước. Chú không nói lời nào, chạy vào nhà mang ra bình giữ nhiệt. Một chú chó ngoan và hiểu chuyện như thế, dù có đổi 10 con lợn, bà cũng không chịu đổi Huy Bảo. Họ như hai bà cháu, luôn bên nhau. Bà cũng sớm xem Huy Bảo như người thân. Khi trời lạnh, bà lo lắng Huy Bảo nằm dưới đất sẽ bị lạnh, nên đã đi những bước nhỏ vào nhà để lấy chăn cho chú. Trong mắt chú chó, bà là duy nhất. Chỉ cần một ngày không thấy bà, Huy Bảo sẽ đứng chờ ở cửa. Từ sáng cho đến tối, chỉ cần có chút động tĩnh là chú lại ra ngoài chào đón. Ngoài bà, Huy Bảo không để ai vào tầm mắt. Chú luôn lặng lẽ bảo vệ bà. Mỗi khi thấy điều gì có thể giúp, Huy Bảo luôn chạy đến ngay lập tức. Bỗng một ngày, găng tay của bà bị mất. Huy Bảo như bị ma ám, tìm kiếm khắp nơi. Chú biết bà thường đến quảng trường, nhưng tìm mãi không thấy. Trở về nhà, Huy Bảo nhìn bà với vẻ mặt tội nghiệp, như đang tự trách mình không giúp được bà. Bất kể bà ở đâu, Huy Bảo luôn sát cánh bên cạnh. Chú sẽ cùng bà tập thể dục, còn nghe đài phát thanh cùng nhau. Một chú chó hiểu chuyện như vậy, thật mong rằng cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.